Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức. Thì hôm nay em sẽ lấy hai cái mẫu xe này ra so sánh sơ về cấu hình và nêu lên tại sao mà những cái dòng gravel như thế này thì nó lại có giá thành cao hơn so với lại các cái mẫu xe đạp đua cùng phân khúc nha. Thì đầu tiên thì em sẽ so sánh hai con này trước về cấu hình để cho mọi người tham khảo. Em sẽ đi nhanh một tí là bên này thì sử dụng một bộ rúp của Shimano Tiara nha mọi người. Kèm theo đó là một khung carbon nè, rồi ghi đông mô tăng nhôm của Giant. Rúp Tiara thì ở đây nó chưa có được full thì nó thiếu một cái đĩa của Shimano, kèm theo là một cái phần đùi đĩa trước nha mọi người. Xe ở đây thì chúng ta có một bộ đĩa là Tiara thì 2 x 12 4 6 8 10 lít. Thì Tiara thì là hai đĩa 10 lít nha mọi người, cấu hình xưa giờ như vậy rồi, em đếm lại cho nó chắc chắn thôi. Thắng thì ở đây chúng ta có thắng đĩa nha, thắng đĩa dầu, thắng đĩa dầu cực kỳ nhạy luôn đó. Rồi ok, cọc yên nhôm nè, yên của Giant. Bánh này thì là bánh nhôm rồi, tại vì gravel thì chắc chắn là sử dụng bánh nhôm thì nó mới đi được những cái cung đường mà nó địa hình nó dằn nhiều nha mọi người. Thông số lốp ở đây chúng ta có lốp là 700 nhân cho 32C. Rồi, lốp này là của Giant Pho 2. Rồi, qua bên này. Bên này thì chúng ta có một phiên bản cao cấp hơn. Con bên này có tên là Zan Define ADV3 nha mọi người. Còn ở đây thì là Zan Define ADV1. Thì con này cấu hình cao cấp hơn một tí so với lại mẫu Zan Define ADV3. Trước tiên về bộ truyền động đó, thì bộ truyền động của mẫu xe này thì được sử dụng là bộ rúp của Shimano Ultera, thì nó cao hơn 2 bậc so với lại cái mẫu Zan Define ADV3 này. Thì vẫn như là cái mẫu kia thôi, khung sườn carbon nè, rồi chắc chắn là cái này là nhôm rồi, vành nhôm rồi. Ghi đông thì ghi đông nhôm, thiết kế dạng tròn một tí. Thì cái này là phong cách của gravel nha mọi người. Thì đi kết cấu nó như vậy á, thì nó mới đủ cái sức chịu đựng khi mà mọi người đi vào những cung đường mà nó dằn. Đó. Chứ không phải là người ta tiết kiệm để gắn cái nhôm lên đây đâu. Rồi. Ok, thì phía dưới thì chúng ta sẽ có một đùi đĩa nè. Thì đùi đĩa này thì là đùi đĩa của Shimano, nó không đồng bộ của Ultera nha mọi người. Cái này là có nguyên nhân hết, xíu nữa em sẽ nói sau. Đó. Hai đĩa và phía sau là 11 clip. Gạt đĩa là của Shimano Ultera, nhưng mà ở đây cùi đề thì là của Shimano GRX nha mọi người. Nó có hơi có sự khác biệt ha. Rồi thì mẫu này có giá là 67 triệu. Còn bên này có giá là 45 triệu. Rồi. Bây giờ em sẽ phân tích cho mọi người xem là tại sao hai con này nó lại có giá thành như vậy. Trong khi nó vẫn có vành nhôm nè, rồi ghi đông thì ghi đông rời lại nhôm mà nó lại hình tròn không được dẹp nữa. Tại sao nó như vậy? Cái yếu tố mà những cái dòng xe như thế này, căn bản cái vật liệu mà nó đắt nhất ở đây là cái phần khung nha mọi người. Khung carbon là vật liệu carbon là giá thành nó đã cao rồi. Nhưng mà với cái giá thành cao như vậy thì người ta sản xuất ra một cái khung carbon để mọi người có thể đáp ứng nhu cầu là đi những cái địa hình vừa đường trường nè, kết hợp với lại là đèo núi hoặc là đường sỏi đá một tí. Thì với cái khung carbon thì bản chất nếu mà xe đua thì nó sẽ không chịu được cái những cái cung đường như vậy. Nhưng mà ở đây là dòng gravel nên là người ta phải thiết kế, phải chế tác cái khung này, cái vật liệu như thế nào, tính toán thông số kỹ thuật sao để cho cái dòng gravel này nó có thể đáp ứng những cái nhu cầu mà đi đa địa hình đó cho mọi người. Nên là cái giá thành mà để thiết kế ra cái khung carbon đi được nhiều địa hình nó sẽ cao hơn nha mọi người. Rồi. Cái thứ hai là những cái phụ tùng được lắp trên xe này thì là những phụ tùng chính hãng, chắc chắn là chính hãng rồi. Giá thành nhập về của Giant thương hiệu rất là cao, nên là lắp chung với lại cái dòng gravel để nữa kết hợp lại rất là cao. Còn ở đây tại sao nó lại vành nhôm rồi ghi đông nhôm? Thì hôm bữa anh được anh cũng nói sơ về cái dòng gravel này rồi, thì để đáp ứng được cái nhu cầu đi nhiều địa hình thì bắt buộc nó phải sử dụng như ở đây khung nè, thì chúng ta có thể đi khung carbon, nhưng mà vành carbon á thì mình tham gia vào các cái địa hình mà nó sỏi đá thì mình đi với cái cường độ mà nó cao á, thì những cái vành carbon nó sẽ không chịu được lực bằng những cái vành nhôm này, nên là nhà sản xuất người ta sẽ gắn cái vành nhôm này trên cái mẫu Zan
DeFi ADV 1 này để cho mọi người đi, nói chung là bất chấp địa hình không có lo gì nhiều. Đó là những cái lý do. Rồi, Ripple thì chắc chắn là ở đây người ta sẽ dòng đây là đặc trưng luôn nha mọi người. Tại vì như vậy thì người ta mọi người đứng lên giặt nè, hay là lắc hay là leo đèo đi những cái đường kia thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nên là ở đây cũng có ghi đồng bộ tan nhôm nè. Đó. Rồi, cái bộ rúp của con này thì nó đặc biệt hơn một tí so với mẫu này. Nó cao hơn rồi nhưng mà là một phần nhưng mà hơi đặc biệt. Rồi, anh cameraman quay sát ở đây. Đó. Mọi người đã thấy ở đây không? Phần gạt đĩa gạt clip của cái mẫu Zen DeFi ADV 1 này nó khác xa. Ở đây trọn bộ đều là rúp của từ tay đề gạt đĩa nha. Gạt đĩa rồi xuống thắng là của Shimano Terra hết. Nhưng mà chỉ khác mỗi cái cùi đề này nè, với lại cái phần đùi đĩa này thôi. Thì phần đùi đĩa này á, là cái mục đích là người ta gắn ở đây thì thông số nó là 50-34 nè. Thì đùi đĩa này cũng Shimano, người ta lược bỏ bớt cái dòng Ultera để cho nó hạ giá thành xuống, nó tập trung vào cái bộ cùi đề này. Đây không phải nó không đồng bộ là nó không ngon nha mọi người, nhưng mà nó, vì đây là cái dòng chuyên đi đa địa hình nên là với 11 clip thì chúng ta sẽ người ta sẽ kiểu như là thiết kế ra một cái cùi đề vừa đi địa hình được vừa đi đường trường được để mà áp dụng trên cái mẫu xe này. Thì đây là cái dòng Shimano GRX nè. Thì cái cùi đề này nó chuyên dụng cho vừa đi địa hình vừa đi đường trường nên là cái cùi đề giá thành nó sẽ cao hơn so với lại cái Shimano Ultera để đi đường trường như bình thường nha mọi người. Đó. Với cái đường cái mẫu mà vừa đi địa hình vừa đi đường trường á thì ở đây chúng ta có một cái lẫy khóa nè, mọi người thấy không? Trong cái dòng xe địa hình này cực kỳ là nhiều cái hàng này luôn, nhất là của Shimano Diori hoặc là SLX đều có cái khóa cái bánh đề này lại. Cái này em không cái từ ngữ chuyên ngành không rành lắm, nhưng mà khi mọi người khóa nè thì ở đây nó không có bị rung lắc, thì xích của mình nó không có bị nhảy. Đó, khi mọi người đi vô cái đường địa hình á thì nó không bị nhảy. Rồi khi mọi người mở ra thì có thể nè, đó, rất là rõ ràng ha. Thì đây là cái dòng nó chuyên hơn một tí so với cái mẫu bên kia. Nên là thứ nhất cái bộ này nó giá thành nó cao hơn, bởi vì rúp nó cao hơn. Thứ hai là nó sử dụng công nghệ nó cao hơn một tí. Còn bên này thì nó thấp hơn, phù hợp cho những anh chị nào thích đi tập thể dục rồi. Nhưng mà cái đường mình đi thể dục thì nó không được bằng phẳng cho lắm. Thì cái mẫu này em thấy nó rất là phù hợp. Con này có giá là 45 triệu. Còn ở đây thì dành cho những anh chị nào chuyên một xíu thì mẫu này nó có giá là 67 triệu. Thì cái video này thì em chỉ nói sơ để mọi người tham khảo và hiểu về cái dòng Ripple này thôi đó, chứ không nó nói quá nhiều và chi tiết nha. Thì mọi người có thắc mắc gì về hai cái dòng xe này thì có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Tâm Đức Seiko để mà Tâm Đức có thể tư vấn cho mọi người về hai cái dòng xe này đó. Thế gọi là hôm nay là Tâm Đức về được hai cái dòng này là rất vui. Rồi, video này thì xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Bye bye.